Xin chào các bạn, hiện tại Thơm Nhi đang có mặt tại Game Center để tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của HB. Và ngày hôm nay thì HB sẽ ra mắt sản phẩm gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm sản phẩm tại không gian sự kiện nhé. Xin mời các bạn. Hôm nay thì HB đã giới thiệu đến người dùng bộ 3 mẫu laptop thuộc dòng Pavilion. Dòng máy tính xách tay mới mang trên mình nhiều cải tiến về thiết kế lẫn tính năng. Laptop Pavilion thì có thiết kế nguyên khối sử dụng chất liệu kim loại 3D được gia công tỉ mỉ. Mỗi phiên bản thì sẽ mang trên mình một nét đặc trưng riêng, hỗ trợ đầy đủ những khả năng như là giải trí, học tập và các tính năng chuyên dụng khác nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với mẫu Pavilion mới. Mẫu máy tính xách tay Pavilion phiên bản tiêu chuẩn được cải tiến với một diện mạo mới lấy từ cảm hứng của dòng NV. Theo đó thì máy sẽ được trang bị bản lề nâng vốn chỉ có trong dòng NV cao cấp mà thôi, giúp tản nhiệt tốt và mang lại nhiều tư thế thao tác trên bàn phím của máy. Laptop Pavilion mới thì sẽ có hai phiên bản màn hình, đó là 14 inch và 15.6 inch. Cả hai đều được trang bị ổ cứng HDD 1TB cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ. Theo nhà sản xuất thì pin trên máy cho thời gian sử dụng lên đến khoảng 10 tiếng. Phần loa ngoài thì được tích hợp công nghệ HB Audio, hỗ trợ âm thanh B&O. Riêng trên phiên bản 15.6 inch thì máy vẫn giữ ổ vang và bàn phím số và có thêm tùy chọn các đầu họa Nvidia 940TX. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, đó là Pavilion Power. Máy sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối 3D có kích thước mỏng và trọng lượng nhẹ. Màn hình thì 15.6 inch, sử dụng tấm nền IPS, độ phân giải là Full HD. Mẫu Pavilion Power thì nổi bật với phần hiệu năng mạnh mẽ. Máy được trang bị vi xử lý Intel Core i7 H Series, dùng các đầu họa Nvidia GeForce 1050 mới giúp tăng cường hiệu suất xử lý hình ảnh, hỗ trợ tốt cho việc chơi game cũng như là chạy những cái ứng dụng nặng. Máy sẽ có tùy chọn bộ nhớ kép lên đến 1TB HDD và 256GB SSD. Pin trên máy cho thời lượng hoạt động lên tới 14,5 tiếng với điều kiện sử dụng bình thường và khả năng sạc là 90% chỉ trong vòng 90 phút. Và sản phẩm thứ ba đó là Pavilion X360. Phiên bản này thì sẽ có hai kích thước màn hình, đó là 11.6 inch và 14 inch, với phần viền màn hình mỏng giúp cho tổng thể kích thước của máy giảm đi đáng kể. Khớp xoay 360 độ thì giúp cho người dùng có thể linh hoạt di chuyển đổi tư thế thao tác trên máy. Pavilion X360 thì hỗ trợ bút cảm ứng kết hợp cùng với công nghệ Windows Ink trên phiên bản Creator của Microsoft, mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới. Phiên bản màn hình 14 inch thì sẽ có hai tùy chọn sử dụng vi xử lý Core i3 và Core i7. Trong khi đó thì phiên bản 11.6 inch thì có duy nhất một tùy chọn với vi xử lý Core i3 mà thôi. Giá bán lần lượt của dòng laptop Pavilion đó là 12.290.000 đồng, dòng Pavilion X360 là 13.490.000 đồng và dòng Pavilion Power có giá từ 26.990.000 đồng. Và như vậy là chúng ta đã vừa cùng với nhau trải nghiệm những chiếc laptop mới của HB. Các bạn có ý kiến gì về sản phẩm này, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ là đăng ký kênh Techmart của chúng mình để cùng theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhi xin chào và hẹn gặp lại.